Xét đề nghị của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có ý kiến đề nghị không tổ chức lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2020 do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Sự kiện sẽ được thay thế bằng lễ phát động du lịch quốc gia ngay sau khi Việt Nam tuyên bố hết dịch COVID-19, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Sở Du lịch tỉnh là đầu mối chủ trì triển khai hoạt động trên phối hợp với Tổng cục Du lịch chuẩn bị nội dung và các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện.